Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sin City và mình là Cindy. Để tiếp nối video lần trước thì ngày hôm nay chúng ta lại nói về những sai lầm mà chúng ta dễ mắc phải khi mà mình học tiếng Anh. Sau khi đọc comment của các bạn là các bạn rất là thích cái segment này, là nó ngắn gọn, dễ hiểu và dễ học, dễ nhớ, thì mình lại tiếp tục cho ra video thứ hai. Và lại với tiêu chí là rất là ngắn gọn, chúng ta hãy vào chủ đề ngay nhé. Và cụm từ mà chúng ta hay mắc phải sai lầm khi chúng ta dùng nó ngày hôm nay đầu tiên đó chính là high và tall. Khác với lại video lần trước, hai cái này nhìn thì không có giống nhau tí nào hết. Vậy thì cái sai lầm chúng ta mắc phải là nằm ở đâu? Đó là nằm ở nghĩa của hai cái từ này, nó đều có nghĩa là cao. Và cũng như là với tiếng Việt của chúng ta thì cao có rất là nhiều nghĩa khác nhau, có thể dùng ở những cái trường hợp khác nhau nữa, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Ta sẽ dùng tall cho những cái vật mà hữu hình, mà chúng ta thường thấy là cái chiều ngang của nó thì bé hơn là cái chiều dọc. Chẳng hạn như là a tall person, a tall building. Tuy vậy một cái ngọn núi cao chúng ta sẽ không nói là a tall mountain, mà chúng ta sẽ nói là a high mountain. Hoặc là a tall mountain, mà chúng ta sẽ nói là a high mountain. Bởi vì á, cái bề ngang của núi á, thì nó rất là to và rất là rộng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng high cho một cái khá là vô hình nữa. Chẳng hạn như là her rank is really high on the chart. Đó là cái thứ hạng của cô ta thì rất là cao trên bảng xếp hạng. Bởi vậy cho nên high cũng có thể được xem là nó mang một cái ý nghĩa trừu tượng hơn. Chẳng hạn như là a high position, là một cái chức vụ rất là cao. Hoặc là chúng ta dùng để nhấn mạnh cái độ cao của một cái gì đó so với mặt đất. Chẳng hạn như the ceiling is so high I can't reach it. Rồi, và có một cái mình rất hay bắt gặp phải là đặc biệt là trên Instagram hoặc là Facebook, thì khi mà các bạn viết một câu nào đó mà các bạn có dùng stuff. Stuff là một trong những từ mà chúng ta rất hay gặp, tại vì nó chứa đựng rất là nhiều nghĩa và rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Cái đây đó đó hay cái ấy thì chúng ta gọi là stuff. Đại loại là như vậy, chúng ta cũng dùng stuff. Thì stuff vì nó mang rất là nhiều nghĩa nên chúng ta sử dụng nó rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, đúng không? Và nếu mà chúng ta sử dụng nó trong đời sống hàng ngày như vậy thì chúng ta càng không nên dùng nó sai. Chẳng hạn như là các bạn hay dùng stuff có S, tại vì các bạn nghĩ là nhiều thứ gì đó, nó mang ý nghĩa là đại loại nhiều thứ gì đó, nhiều thứ gộp lại thì chúng ta thêm S tại vì nó là số nhiều. Nhưng mà không hẳn là như vậy, các bạn cũng biết là trong tiếng Anh có hai loại danh từ đó, một cái không đếm được, một cái đếm được. Thì stuff là danh từ không đếm được, danh từ chứa đựng nhiều thứ trong nó. Chẳng hạn như các bạn có thể thấy là water, rice, people, smoke, thì chúng ta không có S cho nó. Các bạn không thấy people thêm S bao giờ. Thì tương tự như vậy, stuff cũng vậy. Nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh cái sự mà nhiều thứ của stuff thì các bạn có thể nói là a several piles of stuff, chứ không nói là a several stuff. Một lỗi mà mình thấy là rất nhiều người mắc phải nữa. Bình thường thì mình sẽ không có ý kiến gì về những cái lỗi sai, tại vì mình thấy là ai cũng có lỗi sai hết. Ngay cả người Việt mình sử dụng tiếng mẹ đẻ thì cũng có những cái lỗi sai, đúng không? Nhưng mà có những cái trường hợp, chẳng hạn như nó là một cái ngành nghề của bạn, nó là một cái profession của bạn, thì bạn không nên dùng sai từ cho cái từ chỉ cái ngành nghề của mình, tại nó chỉ cái sự professional, chuyên nghiệp của chúng ta. Thì mình thấy rất là nhiều stylist, họ cứ mà họ ghi ra, họ ghi họ là stylish, hoặc là khi mà có nhiều cái credits thì lại ghi là credits stylish, tên gì đó đó. Chúng ta thêm hậu tố is đằng sau cái danh từ để tạo nên một cái danh từ chỉ nghề nghiệp, chẳng hạn như là artist, scientist. Và cũng tương tự như vậy, stylist, nếu mà muốn chỉ ngành nghề thì nó là stylist. Còn nếu mà các bạn dùng stylish, cái khi mà hậu tố ish được thêm đằng sau thì nó được có nghĩa là mang phong cách, hơi hướng, mặc ăn mặc rất là thời trang, rất là thời thượng. Đó, chẳng hạn như là chúng ta có thể nói she is a stylist. Nhưng nếu mà chúng ta muốn nói cô gái ấy ăn mặc đẹp, ăn mặc thời trang thì chúng ta nói là she dresses so stylishly, hoặc là she is so stylish. Rồi cái cuối cùng ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn một câu và các bạn có vài giây để chỉ ra cái chỗ sai trong cái câu này nhé. The police is coming. Rồi chỗ sai nằm ở đâu nè? Nằm ở is. Như hồi nãy mình nói có nhiều cái danh từ đó, nó chỉ số nhiều, mặc dù nó không có S trong nó, nhưng mà tại vì nó không đếm được. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta nói the police có nghĩa là số nhiều, chúng ta the police are coming. Còn nếu mà các bạn muốn chỉ một người cảnh sát thì là the policeman. Nhưng mà chúng ta đặc biệt không dùng S sau police, chúng ta không nói the police's, chúng ta cũng không nói the police is. Ok, mình hy vọng là các bạn lại thích cái video chủ đề ngày hôm nay. Và mình đọc được một cái câu quote rất là hay, đó là nếu mà các bạn bước ra khỏi cái thời kỳ mà ở trong nhà này mà các bạn không học thêm được một cái skill, một cái kỹ năng nào đó mới, hoặc làm được cái gì đó mới cho bản thân mình,
Thì cái mà các bạn thiếu không phải là thời gian, mà các bạn thiếu tính kỷ cương và kỷ luật. Vậy cho nên là các bạn nhớ là thời gian này chúng ta có rất là nhiều ở trong nhà mình, chúng ta không nên ca cộng là chúng ta không có thời gian nữa. Chúng ta học một cái gì đó, ngoại ngữ chẳng hạn. Vậy vậy cho nên mình hy vọng là video này giúp ích cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.